À, xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay thì Thắng tiếp tục lại được vinh dự cùng với cả đoàn chú Đa tiếp tục đồng hành cùng với cả bà con nhân dân thôn Đán Dầu. Hôm nay Thắng lại trở về đây được quay lại như một quê hương của Tất Thắng ở nơi vùng cao này, đó chính là thôn Đán Dầu. Hôm nay thôn Đán Dầu được đoàn của chú Tống Thanh Đa trao 53 suất quà cho tất cả các hộ dân ở đây. Từ Đán Dầu 2 đến Đán Dầu 1 đều xuống đây để nhận quà. Và đi suốt từ sáng đến giờ thì đoàn đã đi khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ để vào đến Đán Dầu. Và trưa nay thì cùng với cả bà con ở đây luôn một buổi trưa. Đấy. Quà thì đang được trở lên sắp xếp cho bà con. Cho ô tô quay đầu đã. Trong cái quần áo đây bà con muốn lấy gì lấy. Vâng vâng. Ấy xe từ từ xem xe có quay được không ạ? À đây là giải ra để à. Từ trong này có quần áo à để cho đồ xuống à. Đang quay đầu. Từ từ ạ. Này, trưởng thôn cho bảo mấy chị em. Đây, hộ nào. Đây, say à. Từ ăn, từ bác lái xe từ ăn. Bác chờ tí ăn. Cho xe ra, bác xe bác cho quà vào đây. Bây giờ quần áo trẻ con ở đây là không có trẻ con rồi. Ôi, trẻ con thì quá nhiều luôn ạ. Đâu, thì bây giờ có trẻ con nó ra đây cho quần áo. Nhưng thôi. Mà trẻ con đi học chứ làm sao mà họ ra đây được ạ? Cứ có dân là có trẻ con. Kiểu các cụ à, có nước là có cá. Trên này con nói với cô này, trên này là một điểm trường ở trên này, nhưng hôm nay là các cháu học không thể cho xuống đây được. Chào bác. Xe mình là không thể lên được trên đấy nên là mới phải trao ở đây thôi. Trên này còn 13 hộ cho đi xuyên rừng đi vào đây mất mấy giờ đồng hồ mới vào được. Hết thì mình đem về làm gì cho bà con ăn. Đây. Đây là tôi cái đấy không phải quần áo mới đấy. À, quần áo mới thì để tiếp. Quần áo mới để cho nó mẹ nhau cho đấy tay cho à lùa không nữa. Đây quần áo mới tí nữa chia sau này, còn quần áo cũ xem ai vừa cái gì nhặt nhá. Nhét vỏ dép ra ngoài không bẩn nhất. Nhà ta cũng chẳng cho ai được. Vâng vâng, đây tí nữa để bàn giao cho trưởng thôn. Nhà nào có cháu nhỏ thì phát. Người ta sẽ phát. Vâng. Đây là 100% quần áo mới đây ạ. Không đây mà. Đây. Đây là hơn 100 cái à? Mỗi một mới à? Mới đấy. Vâng. Đây tí nữa xì nó khác giải quyết cho bà con hết. Để cho em một đôi. Xì trưởng thôn. Đúng rồi, ui xem này ngon này. Được chưa, đồ của bác xong chưa, để cho đồ kia lên ạ. Bà con cứ lựa đi, lựa thoải mái đi. Không nhặt lấy mấy cái. Ôi, bà đã muốn tới chỗ tôi là thế à? Dép mới đây nhá, tí nữa ai nhà có trẻ con là lựa luôn nhá. Đây, dép này cho trẻ con này. Đấy. Dép ấy. Dép nữa nhá. Ừ.
Đấy, dép đấy. Đây, dép đây nhá. À, dép nhặt cho con nhá. Cháu nhá. Đấy, nhặt đây, lựa đây, các bác cứ lựa đây, lựa thoải mái đây. Đây là nhà hàng Thảo, 4-5 đứa tầm tầm như nhau là nhặt đây. À, bảo nó nhà có ai có con cháu nào nó hợp đôi nào thì nhặt đôi đấy. Trên đường đi ra mình có vừa là khu vực nào hay là khu vực quay? Không có đâu. Không có đâu. Không có lớp học nào. Vâng. Tí nữa, cái này tí nữa cứ đưa cho trưởng thôn nó mang về đây là nó lớp học đang học trên này này. Có trên này có một cái điểm trường. Đấy. Đấy xì ấy. Đây này tí nữa em bàn giao cho cô giáo lên trên này này. Trên điểm trường trên này nhá. Cho các cháu học sinh. Ừ. Đấy. Đấy cầm tí nữa mang lên cho điểm trường nhá. Nhặt đây, cứ lựa đi, lựa thoải mái đi. Nhặt nhiều vào. Ba hộ mà như kiểu có nhà không đủ ấy. Chưa đủ nhà đâu ấy, đúng không? Hả? Làm ma ở đâu? Chỗ nào ngoan đấy. Thế à? Thế đi hết người rồi à? Thế là nào bảo sao vắng thế? Thế à? Đi vào đám ma hết à? Cũng hỏi bà con ở đây là mới gặt nhưng mà vẫn còn gạo nên con không mua gạo, chỉ mua mì, muối, mắm, mì chính, nhu yếu phẩm thôi. Nhưng mà trong phần quà người ta là có gạo cho cháu không ấy gạo. Cháu hỏi thôn rồi, thôn không nhận gạo, nhận cái khác. Nhận mụn mì, đầy lúa, có lúa, vừa mới gặt xong nên là không phát gạo. Thế thì bây giờ cái số tiền một phần quà này là bây giờ là bao nhiêu? Một phần quà này là 330 mấy nghìn thôi. Vâng. 336 nghìn. Có hóa đơn. Mỗi người 2 thùng mấy thơm à? Vâng. Đây 332 nghìn. Đấy, đây là hóa đơn. Chẳng phải đếm đâu, thắng đóng đủ rồi, chắc là đủ rồi. Xe gọi một cái xe nhưng mà sáng nay đang ăn sáng xe nó lại báo hỏng, lại phải gọi xe khác. Không biết là bác này bác có kịp ra bác đếm không? Mình đấy lúc em lại phải phi đi trước. Anh tưởng là chú giao cho người ta đếm rồi để khỏi phải lo. Đâu lại hôm qua đã gọi một xe rồi, xe sáng nay bảo vỡ số không đi được. Lại phải gọi xe. Thế nên phải đếm lại đi xem đủ 53 phần không? Em trực khu em đếm thử đi. Thắng không ấy thì đếm thử em được không? Những người không có ở đây người ta không được cái gì. Sao lại không có lại không được ạ? Các bàn giao đủ bằng được hết thì thôi. Bàn giao qua cái bản này thôi trực khu rồi. Vâng. Đủ luôn đi. Đây ông áo cờ áo đỏ đây là ông trưởng thôn mà. Chung hả? Đây bàn giao ông này là ông cụ đây có 53 suất ông này phải lo. Những người ra đây người ta mới xin mặc áo này. Hôm nay là cô thông cảm một tí, trên kia là có đám ma. Người dân mà có đám ma ấy là người ta phải đi hết. Đấy, không như kiểu mình ở dưới xuôi là đến cái viếng cái xong là về. Đủ 53 chưa em? À, tí nữa mà thiếu là em phải đền đấy.
nhá. Tại vì đây là bàn giao hộ nào mà đến đây là được nhận, còn đâu là tí nữa thì là anh bạn anh bàn giao lại cho em. Đếm chưa? 2, 4, 6, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 28, 32, 34, 36, 28, 50. Đấu 53. 53. Nó bảo đủ đấy. Vâng. Bảo bạn lái xe tiền cước xe bao tiền đấy. Hỏi hỏi cước xe bao tiền đấy chú ơi. Ấy đi. À. Rồi. À, thưa chú Đa với cả chú Phúc và các cô chú trong đoàn, là hôm nay thì giới thiệu với cả bà con nhân dân Đán Dầu này, là đây là đoàn chú Phúc và chú Đa ở trong Biên Hòa Đồng Nai cùng các cô chú là ra đến Hà Giang có rất nhiều những cái phần quà mà không phải là nguyên ở trên kênh của Nguyễn Tất Thắng đâu, mà còn nhiều nơi nữa. Hôm qua đoàn của chú là bắt đầu di chuyển từ Xí Mần, các chú ấy cũng làm thiện nguyện bên đó, và hôm nay thì về đến Đán Dầu trao 53 suất quà cho 53 hộ dân tại đây. Trong đó thì quà thì đã xếp đủ về đây rồi. Tất cả những cái phần quà mà chú Phúc nhờ Tất Thắng mua hộ ấy thì là trị giá là 500.000, nhưng mà trong khi hỏi lại trưởng thôn thì trưởng thôn cũng có nói rằng là đáng nhẽ là còn một bao gạo nữa, nhưng trưởng thôn nói rằng là bà con cũng vừa mới gặt lúa xong là gạo cái thứ là bà con là xin phép là không nhận để chuyển cho thôn khác đó. Thì hôm nay là Thắng có mua đầy đủ muối mắm mì chính và 2 thùng mì tôm trị giá là 332.000 và chuyển lại cho đoàn của chú Đa tại đây để chú trao lại cho bà con nhân dân thôn Đán Dầu. Và chú Đa có muốn nói gì không? Thưa toàn thể là bà con cô bác, thì qua kênh YouTube của Nguyễn Tất Thắng thì tôi với cô Trung đây là bên thiện nguyện Hiểu Minh phải không nhỉ? Từ tâm hiểu và thương. À, từ tâm hiểu và thương phối hợp cùng với tôi đến đây trước là thăm hỏi bà con cô bác, là qua anh Thắng kênh YouTube là anh đã giới thiệu chúng tôi đến đây để trước là thăm bà con, sau đó là có cái chúc quà nhỏ để tặng đến bà con, gọi là cái tình cảm của đồng bào dân tộc cùng với chúng tôi ở đây. Chúc toàn thể bà con cô bác gia đình sức khỏe hạnh phúc, làm ăn thì nhiều thắng lợi. Xin được trân trọng và kính chào ạ. Yeah. Sau đây thì trưởng thôn là cho từng hộ lên nhận quà của đoàn của chú Đa và chú Phúc. Vâng. Mời con mời các chú vào. Vâng. Cứ không đâu, ở đây ông nắm hết. Nói vậy là ở đây người ta không nói chung là các bác biết rồi, bảo là lấy gạo không thì bảo là vừa gặt xong có vẫn có gạo ấy. Tức là người ta thiếu cái gì, người ta thiếu cái gì mình cho cái đấy người ta mừng. Đúng rồi. Vâng. Biết chia sẻ cho những người khác như vậy là rất là tốt. Vâng. Cái đó đáng học tập. Vâng. Đáng nêu gương. Tượng trưng thế thôi. Vâng. Dạ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn nhá. Vâng. Dạ. Rồi. Rồi đứng đây chụp ra đi. Nào đây chú chụp ảnh với cả bà con. Đây đây. Bà con là không biết tiếng mà ông ơi. Rồi. Rồi. Rồi bà con vào vào tiếp đi. Cứ 5 người một vào. 5 người vào đi. Rồi. Rồi. Có các thanh niên này mấy vợ mấy con rồi? Nhiều lắm. Máy luôn. Nặng quá. Nặng quá. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Rồi tiếp 5 người nữa. Rồi rồi, mời 5 người nữa. Nào 5 người nữa vào đi. Vào 5 người. Nào đơn giản hơn. Rồi mời bà con vào đây. Vào đi, vào tiếp đi. Nhanh lên nào. Rồi, rồi mù chê đó. Ai nhận được quà về đó.
hay là cứ phát cho hết, cứ phát cho hết thôi. Ừ. Ở đây người ta không ý thức lắm, người ta không có. Những ai chưa có thì vào nhận. À, rồi, ok, biết rồi. Dạ, sai. Ừ. Đúng rồi. Có. Nó tay hộ chưa? À. Ừ. Có số lượng. Hỏi trưởng thôn nhá. Không được ai lấy hai lần nữa, chỉ được một lần thôi. Đây, đây, đây. Đây, nhá. Đó, còn nhà nào nữa? Từ, còn nhà nào anh chưa biết để đây để trưởng thôn, thiếu nhà nào nó mới biết được. Đây mình xuống đây ngồi bà con tí, à, tình cảm đây, tình cảm mấy cả bà con thôi. Ngồi khoảng 30 phút thôi là mình đứng dậy. Nhà thằng Sài. Có một người là nhập cái không. Ông trưởng thôn ông nắm rồi. Không, đây chú ra, ông mời chú vào trong là, nhà trong này tí. Rồi. Biết còn cái bim bim nữa kìa. Trưởng thôn còn cái bim bim nữa kìa. Ừ. Không, anh nhận rồi, tí nữa lên. Rồi, bắt tay bà con cái. Ôi, sao lại đổ hết ra ngoài rồi. Hết quà chưa, nhận hết chưa? Ok, tuyệt vời rồi. Đây chú ơi, bên này. Dẫn các chú đi. Chú ơi, để cho con khác. Nhưng mà nhà người ta rất là chỗ nào cái gì thiếu thì người ta mới mở cái thừa, người ta không thích đâu. Không, mình hỏi họ mà. Mình hỏi nhu cầu của họ, muốn cần cái gì. Không phải là mình họ không thích gạo mình cứ mang gạo vào cho họ đâu. Đúng rồi, người ta cần thì thiếu thì người ta mới mừng. Vâng. Họ là cần muối mắm mì chính mì tôm, họ lại thích như vậy. Con gái của chị à? Chị mới năm nay bao tuổi? Chị vâng. Đây là nhà này là mới xây và được đầu tư đẹp nhất thôn đấy, nên mới đưa các chú vào đây đấy. Vâng. Nhà này là tên gì à? Sài. Phải Sài không nhỉ? Long à? La Long. Đẹp chứ bộ. Vâng. Nhà này là đẹp nhất thôn mà. Vâng, vừa mới xây đấy. À, xin chào. Ok. Có nhận ra chú không? Chú này cơ mà. Vâng, ai già, toàn các siêu đầu bếp, ghê quá nhỉ. Xong chưa, vào đi nhanh để ấy thôi, bày lên thôi. Để các chú còn đi, không kịp chuyến máy bay đêm nay. Đấy, đấy, canh nắng chuẩn đấy. Ừ. Toàn các siêu đầu bếp. Nào nấu nhanh ấy đi. Anh thấy ẩm thực ở đây được không? Rau cải anh. À, hẳn nào xào gừng trước. Ok đấy.
Tí các bác cho đi thẳng ra thành phố hay đi thẳng ra Vị Xuyên? Các bác bảo muốn đi đường vòng ra Vị Xuyên nhưng mà đường này nó lòng vòng và đường hẹp. Đúng rồi. Thì cứ đi ra thành phố mà đi. Ok. Cho nó rộng. Đường to đi thì đi đường gì nhỏ. Cứ ra thành phố mà chạy quốc lộ 2. Nó chẳng tắc chẳng kiếp gì trong này. Vâng, họ lại tắc đường cái thì chết dở. Em ơi, múc canh xương đi. Canh đấy, múc đi. Múc múc canh lên đi. Hôm nay bên thôn có đám ma à? Khô à? Ờ, múc múc canh đi. Bà con thôn Đán Dầu rất là nhiệt tình. Ôi thôi thôi thôi, thế thôi, mặn đâu. Nhiều quá mặn, thế cái mặn. Nhà bác là gì, bác là nhiều một đêm mà. Thôi thôi được rồi, muối hơi rẻ. Canh đắng, canh canh đấy. Canh vừa ngọt vừa đắng. Chú Phúc có biết nhân vật này không nhỉ? Không à, lần trước chả gặp rồi nhỉ? Gặp trước, gặp ngoài nhà hàng này. Đâu thằng ngày chứ, thằng ngày nuôi gà nuôi ngan chứ. Lồng lồng. Bưng lên luôn đi. Có nặng không? Tăng ga lên, cho lửa mạnh lên. Đấy, anh Hồng, siêu đầu bếp của Đán Dầu. Đầu bếp đấy ạ. Đầu bếp đấy ạ. Siêu đầu bếp đấy ạ. Mấy em này nghe chuyên nghiệp hết đấy nhỉ? Chuyên nghiệp. Chuyên làm cỗ cưới của thôn. Còn cái gì nữa không? Rau cải này, mấy rau cải ngon rồi. Ừ. Thế cho mạnh cái lửa ấy lên là được rồi. Sao khi bỏ phát tháng rồi kia hả? Đội này đội làm... Cái chê muối gì cơ là con táo? Cỗ của thôn thôi. Vâng, vâng, cháu đây. Bảo đi. Sao ạ? Có con đấy thôi. Ờ, cái này cho nó rồi. Cái phải tiếc. Hả? Chú mua con gà. Về làm giống ấy đi. Gà đen đi. Con chết chết một tay rồi à? Thế bảo chị chạy về bắt xong rồi ấy. Hơi xa đấy. Được. Vâng, phải đợi. Mấy kêu anh em lên đây. Một con trống, một con mái nhá. Ờ, một trống, một mái về làm giống. Gà đen đúng không? Thế còn cái này là điểm gì đây? À, dự phòng à? Được rồi, chứ cho cái canh lên đi. Được chưa? Đầy đủ chưa? Còn canh mới cả ấy nữa thôi, rau xào nữa thôi. Rau 7 mà kéo củ 10 hơi quá tải đấy. Vợ thì ở dưới thôi mà quá tải thế nào được nhỉ? Anh không nhỉ? Nhưng mà đôi kia nó vẫn quá tải đấy. Không. Mày rau 7 mà kéo củ 10 chịu là được. Cháu thì không chịu được tải thì không ấy. Được rồi, canh đắng thế rồi, đun lâu là đắng á. Được rồi, múc ra đi. Đấy.
À, ốc kia, bảo ông Sự đâu rồi nhỉ? Thành ra nước chấm đâu nhỉ? Anh Sự ơi! Anh Sự ơi! Ốc này, ốc này! Thành ra ơi! Nhanh đây, nhanh đây! Lấy bộ ốc nghiền ra em, làm nước chấm. Chấm chéo, chấm chéo. Đây, đây, làm đi. Đấy, ớt đây rồi. Giá mạnh vào, thật lực vào. Chảy trước đâu. Ốc đây này, ốc này, bộ ốc đây này. Đừng rang rang, cho cái này rang ớt, có muối trắng không? Không cần, vội nữa rồi. Tươi, rã đi, rã nhanh. Rã đấy, kia. Rã vào cái thái kia, rã cái thái kia. Không muốn vào đấy. Rã vào bát to. Rã cho bát to thì tí cho vào nước, cho vào bát nhỏ. Ừ. Không cần rã đâu mà, cho cái này vào được rồi này. Bưng lên đi, bưng canh này lên thôi. Canh đắng rồi. Đâu chú ra đâu hả? Mời 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 các chú vào để ăn cơm thôi. Xì đâu? Xì đang đi mang rượu trên đi. Còn rượu nữa. Đâu xem nước chấm nào, kiểm tra chất lượng à. Đồ, nhìn như sữa nhỉ. Hả? À? Cơm à? Cơm hay cái gì đấy? Có mèn mén không? Hả? Có mèn mén không? Không có mềm mén đâu. À, anh nhắc đến mốt pha từ đầu cho nó. Anh em đán dầu biết làm cơm phết rồi đấy nhỉ. Lâu lắm không vào nhà thằng ngày, hôm nay tự nhiên vào thấy nhà nó đẹp thế. Đấy này bạn đấy, bạn đứng sau bạn mua bạn gái đấy. Từ từ đấy. Đó. Ui, mình ngồi bên này. Đây chú sang bên này đi. Trưởng thôn xong chưa? Về, lấy rượu về chưa? Hả? À. Sôi không? Đây là cơm nếp rồi. Họ nấu như vậy ấy. Cái này mới là chính là gạo nương đây đúng không? À. Đấy, cái đấy là nương ấy. Đây chủ nhà đây hả? Dạ vâng. Bé nhất thôn nhưng mà làm nhà to nhất thôn. Mời các bác anh em nhá. Vâng, mời các bác đi ạ. Vâng. Anh em đây là anh Hồng. À, anh Hồng. Anh ngồi đây. Vâng, vâng. Vâng, đấy, anh ngồi cùng với cả bà con đây. Vâng, được, được, thoải mái. Đừng có làm gì là được. Ông ơi, ông sao mới để đi không? Vâng, rượu thì trưởng thôn lại bây giờ mới đi chạy đi lấy. Mình bảo biết là bây giờ nhưng mà kệ bà con thôi. Vâng, mình bây giờ cứ vào việc thôi. Vâng, con mời mời các anh các chú với cả các bác nhá. Cũng thay mặt đoàn của các chú rồi cùng với Thắng nữa xin cảm ơn vợ chồng gia đình nhé. Chúc vợ chồng sức khỏe nhé. Và cảm ơn bữa cơm nhé. Cảm ơn các bác. Vợ nhận quà hay là ai nhận? À, hay là. Vâng. Vâng. Làm tí canh đắng thôi. Dạ, canh nắng đang ăn cái đó. Canh nắng của Phúc kìa. Đang ăn rồi. Để tao ăn rồi. Ăn đây. Đây, canh đắng. Bảy gà đen bảy. Mà gà đen đây. Vâng. Gà đen bản đấy. Rồi. Xin tổng mời toàn thể anh em nhá. Vâng. Ăn bắt canh đắng rồi nó cầm bụng ngộp. À đấy. Đừng cho đá mỡ ăn đâu. Đá mỡ mà cho ăn.
Đây, em ngồi đây. Cái thầy cũng ăn được. Cái đôi bát đi đúng em ơi. Đây, đây. Đây, đây. Đấy, bát này đi. Thí trưởng thôn. Trưởng thôn ngồi chỗ này. Ủa, trưởng thôn đâu ạ? Trưởng thôn đi lấy rượu. Chú dùng đi chú. À. Chắc quên. Dùng tí cơm bà con nấu trên bản. Rồi, cảm ơn. Ôi kìa, lợn đen lông lá khiếp nhỉ. Cảm thấy mệt. Đắng đấy nhá. Cải ngon lắm, là cải cũng cải cay à. Nó giống em. Thôi nhá, hai nữa. À thôi. Đi hình chịu đây. Đắng à, cán bộ này thời quan liêu. Đến cứ gặp ba là chửi. Mâm thế cũng phải thế nào, không có rượu thế. Con đánh đấy. Con đánh thế à? Vâng. Mua bên đấy đây không có lắm. Bên đấy chưa có rượu bên rau, tí nữa còn rượu thế. Mâm thế này. Đi cho anh. Gà, gà đen đấy chú. Ừ, gà đen chú. Gà, nó gắp cho chú miếng. Chú chấm chấm vào cái này. Đây. Trời mẹ cái này đi. Ở đây chú chú. Chú chú tôi đang canh. Đây nè. Đang canh canh đắng á. Đây nè. Trong mấy thỉnh thoảng chú cũng đốn. Thế à? Nhà của mình ăn, chú cũng ăn. Cái đó nấu với gì đây? Lòng gà. Nè, lòng gà. Trứng gà. Lòng gà, trứng gà non. Bột tôm, bột gà. Vâng. Đây, đủ quá hả? Vâng. Cái này nấu canh được một sao. Đây, cái lợn này ăn bì mới là ăn mỡ, không ngấy đâu. Đây, chú cứ chấm ngập đây. Ra nó toàn như đúng lượng bản. Đúng không chú? Già nó giòn lắm. Vâng. Già nó giòn. Khác là lợn rừng cơ mà. Đây là nguồn lợn mới nặng. Thịt lợn ở trong này nó đỏ như thịt bò á. Nguồn mấy năm rồi. Dạ. Nuôi như mình năm rồi. Ăn tuần luôn. Không loại. À, cay quá. Mẹ cay quá. Vâng. Cái này là ốc con lợn. Nghiền ra. Mấy này nó ớt nó nướng. Thì hôm nay nó không nướng. Hả? Rồi, ngồi ăn cơm đi. Cho em miếng. Hả? Không là. Tôi mua. Trong là đồng bào Dao. Nùng ạ. À, nùng. Vâng. Nùng. Ông Bảy là năm nay là 70 tuổi nhỉ? 72 tuổi. Vẫn từ Sài Gòn ra đây. Không phải đơn giản, đi ô tô chứ nhỉ? Đi ô tô. Bây giờ thế mới ác chiến. Già nó chịu chơi. Chịu chơi. Còn là dân miền quả này gọi là đú đẩn. Đúng rồi. Bằng là tin mới được quả. Ông Bảy. Rượu ngô à? Rượu hồng nấu à? Đâu chén anh hồng nữa đâu? Đây trưởng chủ nhà ngồi đây. Đâu cái gì à? Trên xe mình có mà, được thì phải đi chạy đi đâu mua. À. Trên xe còn cam mà. À, thôi được rồi. Đây là khác, kia là khác. Đấy lại đấy là rượu của các chú, còn đây là rượu của thôn bản nó khác. Vợ anh lên xe này có 100 rượu cò. À, mời luôn nào. Đâu, chén anh Hồng đâu? À. Thôi, rất là đán giàu lại có duyên gặp lại các chú. Vâng. À, chú nhé. Tháng này, chú Phúc thì nói chung là khả năng vấn đề tài chính thì nó yếu. Vâng. Nhưng mà chú thì vẫn động viên chú nào. Vâng. Cái nơi đó là ngày xưa anh ở trên đó. Vâng. Thì mình muốn về trải nghiệm. Chú sức khỏe ông nhé. Hà Thang. Thế là chú đang cũng rất là thân tín. Vâng. Nó tuyệt vời. Các chú là như này là quá tuyệt vời. Năm nào có những cái chuyến đi rất là ý nghĩa.
Vô cái anh nhờ, tao. Tao, anh em ơi. Hay ba. Hay ba. Hay ba. Mang vòng núi rừng. Ai. Ở đây bốn đẳng lên. Vâng, dễ. Được, được. Tao. Tao. Hai ba. Vô. Cô ăn cơm nhé. Chú ăn cơm nhé. À rồi. Cơ sở to lại. Cứ đa nhỉ. Cơ sở to lại. Cơ sở to lại. Chú Phúc Đa. Thế mà nó không nhớ. Anh em các ba gặp tự nhiên nhé. Rồi. Gà đen của nhà anh Hồng đây đúng không? Đúng rồi. Ừ. Được rồi. Con gà đấy ngon lắm bảy ạ. Hồng nó nuôi nhiều thì không nuôi, tập trung nuôi cái này. Nuôi trong nuôi hảo đức thì nhé. Nuôi bán trong tháng mới gì. Nuôi bán trong tháng lắm. Nuôi cháu vẫn còn. Nhưng mà nuôi ít khác, nuôi nhiều. Em còn bao nhiêu con? Hả? Xì còn bao nhiêu con? Còn... chắc là ba mấy con thôi. Hôm nay có người mà nó đi vào đây là nó mua xuống đấy à? Thế thằng nào lại mua của mình nhỉ? Bảo dừng lại dừng bán đấy. Chuyển hết ra nhà hàng anh. Nó mua có 4-5 con đi làm giống. Ừ. Bây giờ từ làm theo quy định là mua gà phải qua trưởng thôn. Sức khỏe em nhá. Cảm ơn bác nhiều. Bác năm nay là bao nhiêu tuổi? Trẻ lắm. Thanh niên không hỏi tuổi. Chết rồi mà hỏi bác, gọi bác thì chết rồi. Bác là chú ra chú buồn đấy. Nói nhưng mà bố xì này đã bao nhiêu tuổi cơ mà. Bố xì năm nay mới chắc 50. Sau năm sinh năm 65 nhỉ. Thế năm mấy rồi bác này cũng gần cái đó. Sinh năm 85 xưng chị với cả chú Phúc với cả... Sinh năm 85 à? Ừ. Mẹ vợ đó. Bà ngoại. Bà bảo chú bảo đây 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 nhà con gái chị. Nhà con gái chị. Mình sinh năm 64 mà cô ấy bảo là đây đây nhà nhà con gái chị đây. Cứng nó ngoan được không? Cái sai mà tôi nói là nó không nói là mà cho ăn vừa thôi. Gạo mà gạo này là gạo sạch. Không hóa chất. Không phân, không phân, không gì. Không phân, không vui. Cha hạt như nào mà chén như vậy đấy. Cái này nếp ở trên đồi. À, nếp nương. Nếp nương. Không phải là nếp nương. Như đán đầu tao thấy có mỗi hồng với cả phì là kinh tế rồi. À. Còn đại gia bố nhìn. Không, nhà này được mà, nhà này cũng chịu khó. Nhà này là được. Vào. Được đây. Cái đợt trước là... À. Có thì nó vẫn có một ít nhưng mà mới gọi là nhà không... Gạo gạo nương hết à? Dọn. À. Không được tu dọn sạch chén. Đúng rồi, người ta sẽ bố trí. Cái dụng cụ đủ đủ ăn quanh năm không? Không anh thu xếp đồ gọn gàng như là đúng rồi, đấy cái đó chú phải có trách nhiệm đi truyền tải cho bà con cái lối sống văn minh á. Em mấy đứa? Hai đứa đó. Đẩy lên cho văn minh. Để hai đứa đó. Cái á. Để mà còn đâu nút à? Không, mình phải bảo vợ mình để, mình có để đâu. Không, bên Đán Dầu để ít hơn bên Lũng Cáng. Bên Lũng Cáng có nhà là 8 đứa. Bình quân 53 hộ nhưng mà bây giờ là tổng là bao nhiêu người? 235. Đấy. Mà có 53 hộ thôi. Thế là chả nhiều dân rồi. Không, nhưng mà 53 là nhìn 53 hộ thôi mà, nhưng mà chú nhìn thấy mấy cái mái nhà đâu. Cứ ở cứ mỗi nơi một chỗ mà. Thôn này tính ra nhá phải dài đến 6-7 cây số. Nếu mà vậy bình quân cũng 5 người đấy. Vâng. Bình quân 4 người rưỡi. Vâng. Bình quân 4 người. Vâng. Đi còn đi xa nữa mà.
Thôi chào cả nhà nhá. Chào nhá. Chào các em nhá. Ok. Anh đây có xôi với anh ăn em nhá. Chào trưởng bản nhá. Chào bác. Lãnh đạo báo con. Chào nhá. Cho nói ok. Vươn lên nhá. Anh em an toàn nhé. Vâng, ok rồi nhé. Chào anh Cắn nhé. Cảm ơn anh nhé. Tiền gà tiền nước gửi thế là ok rồi đúng không? Cơm, tiền cơm tiền cháo của các bác thì cũng gửi cho hết rồi. Chào nhá, cảm ơn nhá. Cơm nấu ngon lắm. Mày đưa cho ông. Thôi thôi thôi, mày cắn đi, cắn đi. Đi lại tờ luôn. Đấy. Chậm lắm. Đâu mà đưa em. Cảm ơn bà nhá. Ôi cháu cũng chào đoàn chú Đa ở đây luôn. Không tí nữa ra thẳng thành phố là vâng. Gặp lại nhá. Vâng. Dẫn các chú ra thành phố nữa. Xin chào nhá. Vâng. Chào chú nhá. Chào nhá. Dạ vâng. Chào em nhá. Vâng, chào anh Năm. Vâng. Chào tất cả mọi người. Rất là vui là lại. Vâng. Sang năm lại có quà, kinh quá. Qua qua năm gặp nhá. Qua năm gặp tiếp. Cháu chúc chú về ăn Tết vui vẻ. Cảm ơn nhá. Vâng vâng. Vâng. Dạ vâng. Rồi. Ôi con chào ông Bảy nhá. Vâng. Sang năm ông lại ra chơi bọn con. Giữ gìn sức khỏe để chơi nhá. Vâng. Có nhiều sức khỏe nhá. Dạ vâng vâng. Rồi. Chào anh Hồng nhá. Chào nhá. Ừ. Đây anh nhỉ. Lại xong một nhiệm vụ nữa. Về lại còn tiếp tục một nhiệm vụ nữa đang chờ đợi của chúng ta. Rất nhiều những cái vùng mà bà con đang chờ đợi để nhóm anh em Tất Thắng đến, lại còn trao những phần quà ý nghĩa đán dầu. Kết thúc cái video của mình ở đây. Hẹn gặp lại các bác vào những cái video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.